Vâng, mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của tin tức người nổi tiếng. Lần nói đầu tiên chúc cô chú anh chị và các bạn sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống. Vâng, sáng hôm nay con gái của Phi Nhung cũng nghẹn ngào lên tiếng về cái tin đồn của mẹ mình còn sống. Thật sự trước khi vào cái câu chuyện này thì quý vị anh chị các bạn cũng thông cảm ha. Có rất là nhiều quý vị khán giả cũng hoài nghi về cái câu chuyện này, cũng chưa tin rằng là Phi Nhung đã mất. Thế nên rằng là có nhiều quý vị luôn cũng đặt những cái câu hỏi rằng là liệu rằng là Phi Nhung còn sống hay không. Phi Nhung về Mỹ trong cái câu chuyện lùm xùm từ thiện thì Phi Nhung về Mỹ bằng cái cách này cách kia, có thể là gọi là cách giả chết, nhưng mà ai đâu mà làm vậy quý vị. Và con gái Phi Nhung nó nghẹn ngào lên tiếng cái điều này về cái tin đồn mẹ mình còn sống. Rất là nhiều người trước đây cứ nghĩ rằng là Phi Nhung giả vờ chết. Tôi thật sự luôn. Và con gái của Phi Nhung nói rằng là nếu mẹ còn sống á, như một người nói á, thì Wendy sẽ rất là vui, nhưng khẳng định là 100% là mẹ đã mất rồi. Con gái của Phi Nhung nghẹn ngào lên tiếng để làm rõ cái vấn đề như vậy. Mới đây thì con gái ruột của Phi Nhung đó quý vị cùng với TG Phương Trinh đã có một cái buổi live stream trò chuyện trực tiếp cùng với quý vị khán giả. Trong cái buổi lên sóng này thì Wendy đã lên tiếng về những cái sự việc mà xung quanh, xoay quanh cái việc mà người mẹ quá cố của mình, đồng thời phản bác cái tin đồn cho rằng là ca sĩ Phi Nhung còn sống. Đó, để cho mọi người, anh chị, các bạn rộng đường dư luận một lần nữa nha. Nhận được cái câu hỏi về cái vấn đề là mẹ Phi Nhung còn sống thì Wendy cũng có thể rằng là chỉ biết cười trừ thôi. Và ngậm ngùi, nhiều khi phải biết ngậm ngùi thôi. Ai lọt vào cái tình huống này thì sẽ hiểu rằng chỉ biết cười trừ và ngậm ngùi phủ nhận cái tin đồn thiếu căn cứ này. Rất là nhiều lời đồn đại là Phi Nhung còn sống. Cô chia sẻ rằng là từ lúc mẹ mất á, Wendy không đọc nhiều về những cái tin đồn này, tin đồn kia, chịu quá cái nhiều áp lực và tâm trạng cũng rối loạn, đủ trạng thái buồn, giận và tức, bị rối hết nên là Wendy không đọc những cái tin mà tiêu cực. Thế nhưng nếu mẹ mà còn sống như một số người nói á, thì Wendy sẽ rất là vui. Wendy không biết vì sao có cái tin đồn này, nhưng khẳng định 100% là mẹ đã mất. Tiếp lời con ruột của cố nghệ sĩ Phi Nhung thì TG Phương Trinh cũng đính chính lại cái thông tin một lần nữa. Không có ai làm cái đám tang mà cùng rồi cúng thất ha. Không có ai làm đám tang rồi cúng thất từng này qua từng khác cho một người còn sống cả, mọi người ơi. Vì vậy khi mọi người xem bất cứ một cái video trên các cái kênh YouTube thì cũng nên suy nghĩ chắc lọc cái thông tin. Có nhiều YouTuber hiện tại đang dùng cái chiêu trò lan truyền cái thông tin thất thiệt để câu view, dù đã tránh để đỡ buồn, nhưng có nhiều cái người hâm mộ cũng còn vào hỏi cái tin về Phi Nhung còn sống. Nên hôm nay hai dì cháu mới đưa ra cái thông tin để trả lời rõ ràng cho họ. Vâng, bên cạnh đó thì Wendy cũng ngẹn ngào cho biết rằng là bản thân mẹ chỉ mong muốn con gái luôn hạnh phúc và không phải rơi nước mắt. Cố nghệ sĩ cũng luôn trân trọng khán giả và người hâm mộ nên có lẽ rằng không muốn ai bị buồn. Nếu mẹ còn sống sẽ không như vậy đâu. Mẹ chỉ thích cười vui và nhất là không bao giờ muốn con gái khóc. Vì vậy nếu mẹ còn sống thì đã về rồi, sẽ live stream trò chuyện với mọi người vì mẹ rất yêu khán giả, yêu gia đình nên không để ai buồn. Vâng, Wendy đã nói như vậy. Và nhìn cái gương mặt đượm buồn của Wendy, quý vị và các bạn cũng biết rằng là cái vẻ ngoài phần gầy yếu đuối hơn. Giọng nói thì đầy xúc động của Wendy khiến cho khán giả không khỏi xót xa. Trong khi mong cô có thể vượt qua những cái mất mát và tiếp tục thay mẹ hoàn thành những cái việc còn dang dở. Theo đó thì TG Phương Trinh và con gái cố ca sĩ Phi Nhung cũng chia sẻ những cái kênh thông tin chính thống của gia đình để người hâm mộ có thể theo dõi và tránh cái trường hợp gặp phải những cái tin đồn quái ác vô căn cứ về giọng ca Phi Nhung. Vâng, cái thông tin về sự thật của cố ca sĩ Phi Nhung tới nay thì vẫn khiến cho đồng nghiệp cũng như là cộng đồng mạng phải nói rằng là người hâm mộ không khỏi đau xót. Mới đây thì quản lý của ca sĩ Phi Nhung cũng thông báo chi tiết về chương trình lễ chung thất, đó là lễ cúng 49 ngày của ca sĩ Phi Nhung ở tại Việt Nam. Và buổi lễ sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng đến 12 giờ ngày 15 tháng 11 tại chùa Pháp Vân, thành phố Hồ Chí Minh. Những người tham dự lễ là phải đảm điều kiện là có thẻ xanh Covid-19. Vâng. Và mới đây thì quý vị anh chị các bạn cũng có một cái thông tin, đó là con gái của Phi Nhung cũng thực hiện cái lời hứa là đưa Phi Nhung đi du lịch, nhưng chỉ còn một cái tấm hình. Đó là lời hứa hoàn thành
nhưng mà con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung không thể ở bên cùng mà tặng để hưởng cái niềm vui. Vâng, chị đưa Phi Nhung đi du lịch bằng cái tấm hình. Có thể rằng mọi người vẫn còn nhớ là ngày 28 tháng 9 Phi Nhung qua đời sau khi mà điều trị Covid-19, khiến cho khán giả và bạn bè đồng nghiệp vô cùng bàng hoàng, tiếc thương. Vợ chồng và Việt Hương cũng đã đích thân đưa tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung trao tặng cái gia đình và gặp lại mẹ sau 2 năm xa cách, nhưng lại là âm dương cách biệt. Con gái Phi Nhung đau đớn phải nói rằng là vô hạn. Sau tang lễ thì Wendy đang hoàn thành cái tâm nguyện của mình, tâm nguyện rằng là còn gian dở lúc sinh thời của cố nghệ sĩ, rằng là cùng mẹ đi du lịch khắp nơi. Và trên trang cá nhân thì con gái của Phi Nhung có đăng tải clip ngắn ở Washington với cái di ảnh mẹ ở trên tay. Cô cố gắng nở nụ cười trên môi nhưng cái nỗi xót xa trong lòng thì thường trực chưa nguôi. Vâng, chưa thể nào nguôi hết. Wendy Phạm không ngờ rằng là khi được cùng mẹ đến Washington lại chỉ có thể ôm cái di ảnh đi. Và Wendy đã viết rằng là lần đầu tiên con đi Washington, em đẹp tiếng Anh dữ lắm quý vị, anh chị các bạn thông cảm nha. Washington, đi Washington thì con tưởng như là khi con đi học, con đi được là con sẽ đi với mẹ, nắm tay của mẹ và chụp hình ôm mẹ, nhưng bây giờ con chỉ ôm được cái tấm hình của mẹ, là cô gái viết như vậy. Khán giả khá là xúc động trước cái chia sẻ ngẹn ngào của Wendy Phạm trong cái thời gian Phi Nhung và đấu tranh với Covid, thì con gái của cố nghệ sĩ cũng luôn động viên mẹ mau chóng khỏe và để cả nhà cùng đi du lịch tận hưởng cái vẻ đẹp của cuộc sống. Wendy Phạm hứa rồi, mẹ Phi Nhung nhanh khỏe đến nhà để nhà của mình cùng nhau đi du lịch một chuyến, cả nhà đang đợi đó nha, thương. Đó là cô nhắn nhủ ở trên với con gái của Phi Nhung, nó thực hiện cái lời hứa của mình nhưng lại chẳng có thể ở bên mẹ để chia sẻ niềm vui của mình. Quý vị cũng biết rằng là sau đám tang thì con gái Phi Nhung bày tỏ cái nguyện vọng là muốn đưa tro cốt của mẹ về Việt Nam để mọi người yêu mến có thể tiễn biệt rồi đem rải ra biển. Con biết mẹ không thích ở một chỗ mà thích đi biển, con nhớ mẹ muốn rải ở biển. Qua đó thì qua một năm hoặc hai năm đến khi con xả tang, con sẽ đưa mẹ đi Việt Nam một chuyến chơi cho mọi người tại Việt Nam thăm mẹ. Sau đó con sẽ đưa mẹ đi Hawaii làm lễ và cho mẹ ở đó. Cô đó trình bày như vậy. Phía đại diện thân hữu của Phi Nhung thì cũng làm rõ thêm về cái dự định mà Wendy Phạm đã bộc bạch. Và khi có cái lời ra tiếng vào thì thứ nhất là di nguyện của người ra đi nên không thể thay đổi. Không nên thay đổi ha. Thứ hai là rải tro cốt ở biển không có nghĩa là linh hồn đi lang thang phiêu bạc. Thứ ba là chị Phi Nhung theo đạo Phật, chị ấy hiểu rõ là những cái việc mình làm, thân này là thân bốn đại đất nước gió lửa kết hợp tạo thành, khi còn đủ duyên thì nó còn hoạt động, nhưng khi hết duyên thì nó tự tan rã ra thế thôi. Đó là chia sẻ của người này với vậy. Và khoảnh khắc của Wendy và mẹ đăng tải trên trang xã hội á, hai người đi du lịch nơi nào nơi kia trong cầm tấm hình, thực sự rằng là cũng làm cho khán giả nhói lòng ha. Lúc sinh thời thì Phi Nhung từng hứa sẽ về Mỹ đoàn tụ cùng con gái sau khi mà làm từ thiện xong ở Việt Nam, và tiếc rằng cả lời hẹn này chưa kịp hoàn thành thì nữ ca sĩ đã qua đời. Và nói về cái vấn đề mà Phi Nhung còn sống, cái tin đồn đó thì quý vị anh chị các bạn cũng biết rằng là sáng hôm nay là con gái của Phi Nhung đã nói rồi. Còn mình thì mình thực sự là có một số ít người thôi, có một số ít người rằng nghĩ rằng là Phi Nhung còn sống, với ai đâu mà nghĩ vậy. Có một số người thôi, có một số người nói như vậy thôi. Nhưng mà con gái của Phi Nhung là cũng bày tỏ cái quan điểm của mình và trả lời rõ ràng để cho mọi người hiểu. Quý vị anh chị các bạn, rồi chúc mọi người sức khỏe nha. Bye bye mọi người nghe, bye bye nha. Bữa nay em mới đi trồng mít, mới đi ra rải ruộng xong đấy, bón phân xong, tưới nước xong rồi bây giờ vô làm video cho mọi người, chứ trời nó mưa dữ quá, thiệt luôn, trời nó mưa dữ lắm.